Xin chào các bạn. Nhiều khi chúng ta vẫn hay nói vui nắng mưa là chuyện của ông trời. Chuyện mưa xuống rầm rầm khiến đường phố ngập lụt bế tắc đôi khi là điều chẳng thể tránh khỏi được. Từ Tây tới ta cũng đều như vậy cả thôi. Tuy nhiên, khi chuyện nắng mưa đi quá giới hạn với tình trạng lụt lội diễn ra thường xuyên, con người không thể làm ngơ mãi được. Đó chính là lúc công nghệ hiện đại và sự sáng tạo của con người lên ngôi với những phương pháp chống ngập kỳ lạ và cũng vĩ đại chưa từng có. Thậm chí có thể coi là một kỳ quan cũng được. Nếu để nói về những công trình chống ngập vĩ đại kiểu vậy thì phải nói đến Nhật Bản đầu tiên. Người Nhật luôn nổi tiếng với trình độ kỹ thuật công nghệ cao. Họ cũng đã áp dụng điều đó trong việc chống ngập lụt. Thay vì chọn giải pháp nâng nền để chống ngập thì với Nhật Bản, giải pháp tối ưu được áp dụng là đẩy nước xuống dưới lòng đất. Bối cảnh của thủ đô Tokyo, Nhật Bản cũng khá giống với nhiều thành phố khác trên thế giới, khi nó được hưởng lợi vì nằm gần sông, gần biển, đem lại sự thuận tiện trong giao thương và có nguồn nước cung cấp dồi dào cho cư dân. Tuy nhiên, các con sông lớn cũng đem lại nguy cơ ngập lụt cao cho thành phố này, nhất là sau khi tuyết tan hoặc mùa mưa về. Cũng phải nói thêm, dân cư ở Tokyo cực kỳ đông đúc, hạ tầng luôn phải chịu áp lực lớn. Thế nên từng có lúc, vấn đề ngập lụt là nỗi ám ảnh của người dân thủ đô Nhật Bản. Để khắc phục tình trạng ngập lụt luôn đe dọa cuộc sống và công việc của hàng triệu cư dân tại đây, chính phủ Nhật Bản đã quyết định xây dựng kênh thoát nước ngầm ngoại vi đô thị, hay còn gọi là dự án G vào năm 1993. Dự án khổng lồ này mất tới 13 năm để hoàn thành với kinh phí 3 tỷ đô la Mỹ vào thời điểm đó. 3 tỷ đô la Mỹ vào thời điểm cuối thế kỷ 20 là một con số cực kỳ lớn. Công trình này còn được người dân Nhật Bản gọi bằng cái tên mỹ miều, điện Pantheon dưới lòng đất vì sự đồ sộ của nó. Công trình thoát nước ngầm này thực chất là một bể chứa nước khổng lồ nằm sâu dưới mặt đất 50m. Nó được cấu thành từ 5 trụ chứa cao 75m, rộng 32m và được nối với nhau bằng đường ống dài 6,3 km, đường kính 10m. Đường ống này dẫn đến một bể chứa nước khổng lồ cao 25m, dài 177m và rộng 78m, quy mô lớn hơn cả một sân bóng. Đây chính là nơi chứa nước mỗi mùa tuyết tan hay mùa mưa về để tránh ngập lụt trên bề mặt thành phố Tokyo. Sau đó, lượng nước từ bể chứa ngầm này sẽ được bơm ra sông Endo bằng các máy bơm công suất lớn để tránh ngập lụt cho toàn thành phố. Nhờ có hệ thống điện Pantheon dưới lòng đất, người dân Tokyo và các vùng lân cận đã không còn phải đối diện với nỗi lo ngập lụt trong nhiều năm qua. Đúng là đỉnh cao về mặt khoa học kỹ thuật, kiến trúc và công nghệ đã được Nhật Bản áp dụng thành công vào công trình này. Xét về khía cạnh khoa học kỹ thuật hiện đại thì Singapore cũng xứng đáng được nhắc đến. Đất nước tí hon trong khu vực ASEAN của chúng ta, nhưng thực sự phải gọi họ là những gã khổng lồ về khả năng quy hoạch xây dựng và phát triển đất nước. Trước đây, Singapore rất hay phải đối mặt với tình trạng ngập lụt. Bên cạnh đó, còn phải đảm bảo nguồn nước ngọt dùng cho sinh hoạt của gần 6 triệu người dân. Chính vì vậy, thay vì sử dụng các biện pháp phức tạp, Singapore đã triển khai xây dựng các hồ dự trữ nước trên khắp đất nước để vừa có thể chống ngập, vừa có nguồn nước ngọt cho người dân. Nghe chừng có vẻ đơn giản, nhưng 17 hồ chứa nước tại Singapore đang chứng tỏ hiệu quả chống lụt rõ rệt của nó. Đáng kể nhất trong số các công trình chống ngập tại Singapore phải kể tới hồ chứa và đập chắn nước Marina. Công trình hồ chứa nước Marina có tổng chi phí lên tới 135 triệu đô la Mỹ và là hồ chứa nước lớn nhất tại Singapore. Với hệ thống đê chắn, nó không chỉ giúp ngăn nước biển xâm nhập, làm hồ chứa nước khi ngập xảy ra mà còn giúp dự trữ nước ngọt cho toàn thành phố. Mà không chỉ phục vụ cho mục đích thủy lợi, hồ chứa nước Marina còn hơn cả như thế. Hồ nước này được khai thác cho các hoạt động giải trí theo như phương châm 3 chữ R mà cơ quan quản lý nguồn nước của Singapore đặt ra. Đó là Recharge, lưu trữ nước, Regulate, điều tiết lũ lụt và Relax, trở thành điểm vui chơi giải trí. Trên hồ này, du khách tham quan được phép bơi thuyền, chèo thuyền kayak và chơi thuyền buồm nữa cơ. Đây chính là nơi tổ chức các môn đua thuyền của SEA Games và nhiều sự kiện khác nữa của Singapore. Đây cũng là nơi mà người dân Singapore có thể đi bộ ngắm cảnh, picnic và thậm chí cả chụp ảnh cưới nữa luôn. Đúng là một công trình mang tầm nhìn vĩ đại của Singapore, một công trình giải quyết được bao nhiêu vấn đề với đất nước này. Nhưng để nói đến tầm chuyên gia chống lụt thì phải nói đến Hà Lan. Thực ra khi nhắc đến các công trình chống lụt thì thường người ta đề cập đến Hà Lan đầu tiên. Không hề nói quá thì quốc gia nằm dưới mặt biển này bao thập kỷ nay không còn phải chịu đựng những trận ngập lụt hay xâm nhập mặn của Đại Tây Dương. Các nước khác đôi khi chỉ phải chống lụt từ các trận mưa lớn hay lũ sông, thì Hà Lan còn phải lo cho biển không dâng quá sâu vào đất liền. Để chống ngập hiệu quả,
quốc gia này đã triển khai kế hoạch Delta Walk, một hệ thống đê kè phòng vệ bảo vệ Hà Lan khỏi bị nước biển dâng. Đây là một trong những hệ thống công trình chống ngập lụt lớn nhất thế giới khi được triển khai từ năm 1954 cho tới những năm 1991. Tại Hà Lan có tất cả khoảng 7 loại đê kè chuyên dụng cho biển, sông, hồ, kênh đào hay loại đê khẩn cấp, đê chống bão, vân vân. Những loại đê này được xây dựng phù hợp tùy vào tính năng sử dụng. Những công trình đê biển trong dự án Delta Works đã bảo vệ vùng đất phía tây nam Hà Lan một cách hiệu quả và kiểm soát được lượng nước trong khu vực. Nhiều khu vực cửa sông có thể được đóng mở để phòng trường hợp nước biển dâng cao quá mức trong những tháng ngày bão. Còn trong đất liền, Hà Lan cũng đào nhiều các kênh rạch, sông nhỏ, hồ chứa nước chống ngập, xây dựng các cối xay gió, lắp đặt máy bơm để đảm bảo nước mưa và nước sông được điều tiết hợp lý. Các khu vực xả nước cũng được hình thành đề phòng trường hợp nước sông dâng cao thì sẽ xả nước để đảm bảo an toàn cho thành phố. Các công trình mà Hà Lan, Nhật Bản hay Singapore thực hiện đều có thể coi là kiểu mẫu cho ngành thủy lợi. Còn để nói về sự sáng tạo thì phải kể đến Malaysia, đất nước trong khu vực ASEAN với Việt Nam của chúng ta. Thủ đô Kuala Lumpur của nước này nằm gần nơi hợp lưu của hai dòng sông lớn nên cũng thường xuyên phải đối mặt với vấn đề từ các trận lụt. Chính quyền thành phố này đã sáng tạo và cho ra đời đường hầm Smart 2-1. Đường hầm có 102 vừa phục vụ giao thông vừa có thể trở thành đường thoát lũ mỗi khi mực nước tại đây dâng cao. Trong điều kiện thời tiết bình thường, đường hầm sẽ được sử dụng như hầm đường bộ cho xe cộ lưu thông. Khi nước sông tràn bờ, đường hầm trở thành một kênh thoát lũ ngay bên dưới những con đường để tránh ngập lụt. Hầm Smart dài khoảng 9,7 km tại thủ đô Kuala Lumpur đã trở thành hầm đường bộ kết hợp thoát lũ đầu tiên trên thế giới, được xây dựng với chi phí khoảng 500 triệu đô la Mỹ. Từ khi đưa vào hoạt động, đường hầm này đã chứng tỏ tính hiệu quả của mình khi những trận ngập lụt nặng nề đã không còn xảy ra với người dân thủ đô của Malaysia như trước kia. Chính nhờ công trình độc đáo này mà Malaysia đã nhận được không ít giải thưởng vì sự sáng tạo nhằm giải quyết vấn đề ngập lụt và giao thông. Đúng là trong hoàn cảnh oái oăm, sức sáng tạo của con người có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề, bên cạnh trình độ khoa học kỹ thuật và tiến bộ trong công nghệ xây dựng. Từ Nhật Bản, Singapore, Hà Lan cho tới Malaysia, đây có thể coi là những hình mẫu về công nghệ chống ngập lụt để các quốc gia trên thế giới học hỏi, nhằm hạn chế hiện tượng bơi trong biển nước cứ mỗi khi có mưa lớn, chiều cường hay nước biển xâm nhập. Bài toán này cũng đang được đặt ra với đất nước của chúng ta và hy vọng sẽ có được giải pháp để khắc phục trong thời gian tới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay trên kênh Thông tin Đó Đây về các công trình chống ngập lụt nổi tiếng của các nước trên thế giới, đặc biệt là các quốc gia rất gần gũi với Việt Nam của chúng ta. Nút đăng ký kênh luôn có sẵn ở phía dưới để chúng ta có thể luôn đồng hành cùng nhau trong những video tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.